Hôm nay mình sẽ làm món cá ngân kho cà chua. Thì ở đây mình có bốn con cá ngân: cà chua, hành lá, ớt, hành tím, một ít tỏi băm, nước mắm, đường, bột ngọt bình thường ha. Thì cà chua các bạn, nếu mà mình có cái trái cà lớn á, thì mình vẽ làm tư. Còn cái trái cà bi nhỏ xíu á, thì mình để nguyên. Còn đối với cái trái cà này á, thì mình sẽ cứa phần cái đít của trái cà đó, cứa hai đường chữ thập như thế này nè, để cho khi mình kho thì nó thấm gia vị vô ha. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi kho cá ha. Mình cho chảo lên trên bếp, cho dầu ăn vô. Giờ sôi thì mình sẽ cho tỏi vô mình phi ha. Mình phi cho tỏi nó vàng hơn nên mình cho cá vào mình chiên sơ hết. Sau khi mình chiên sơ hai mặt thì mình cho đường. Mình sẽ kho lửa riu riu cho cái gia vị nó thấm vô con cá nha các bạn. Thỉnh thoảng thì mình chở cá cho cá nó thấm đều gia vị nha. Mình
kho cá được 5 phút và mình chở rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ cho cà chua vô nha. Các bạn tùy thích thích cà chua nhiều thì mình cho cà chua nhiều một tí ha. Không thích ăn cà chua thì mình kho ít thôi. Nhà mình thích ăn cà chua lắm, mình kho cái này lên là mình sẽ ăn cà chua nhiều hơn cá lắm bạn. Rồi, hành tím thì mình cắt lát mỏng mình cho vô lên ha. Mình cho ớt vô. Mình cho thêm một ít nước nữa cho cà nó chín nha. Rồi mình đậy nắp lại cho cà nó nhanh chín nha các bạn. Rồi mình kho cho cà nó chín rồi mình nêm nếm gia vị vừa ăn rồi là mình cắt hành lá vô. Là mình tắt bếp nha các bạn. Rồi món cá ngân kho cà chua của mình đến đây là xong rồi. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Các bạn nhớ like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình nha. Cũng như là đóng góp ý kiến cho mình làm clip tốt hơn ha. Cảm ơn các bạn. Chào các bạn.